Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Khánh Thi Phan Hiển xã kho loạn ảnh đi du lịch, cử chỉ tình bể bình gây sốt. Chuyện tình yêu của Khánh Thi và Phan Hiển khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Trải qua nhiều khó khăn và thử thách từ khi yêu nhau đến lúc về chung một nhà, Khánh Thi và Phan Hiển đang có hôn nhân viên mãn, hạnh phúc cùng hai con là Kubi và Anna. Đặc biệt hơn, kiện tướng Dan Sport cùng chồng sẽ đón nhóc tỳ thứ ba vào đời trong thời gian tới. Với tình trạng sức khỏe đáng lo ngại khi mang thai từng chia sẻ, cùng lịch trình công việc bận rộn, Khánh Thi và Phan Hiển không có nhiều thời gian để vi vu du lịch cùng nhau. Sáng ngày 4 tháng 6, trên Facebook, mẹ bầu vừa xả kho những khoảnh khắc trong chuyến du lịch trước đó cùng chồng và hai nhóc tỳ Khánh Thi chia sẻ, tự nhiên muốn đi chơi xa, Khánh Thi và Phan Hiển tình bể bình trong loạt ảnh du lịch trước đó. Cả hai liên tục cười đùa, cho nhau những cử chỉ âu yếm khiến dân tình đứng ngồi không yên. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Khánh Thi lộ diện tươi tắn, rạng rỡ. Dù đã là ba mẹ hai con, thế nhưng vóc dáng và vẻ ngoài của bà xã Phan Hiển khiến dân tình tấm tắc khen ngợi. Bên cạnh đó, Khánh Thi cùng chồng không ngần ngại cho nhau loạt cử chỉ ngọt ngào âu yếm, trải qua gần một thập kỷ gắn bó. Thế nhưng, nhìn loạt ảnh cả hai vui đùa, dân tình cứ ngỡ như vợ chồng son ấy chứ. Trước đó Khánh Thy từng bộc bạch, không phải 365 ngày ta đều vui hay hạnh phúc, sẽ có những những ngày rất bất ổn về cả tâm lý, cuộc sống, công việc và con người. Nhưng nếu luôn có một người động viên bạn, lúc bạn cảm thấy trống rỗng, thì nếu ta đủ yêu, và nhìn nhận, mới thấy rằng người bên ta lúc ta cần là người ta cần trân trọng. I love you ông xã Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Đáng hận cả thế giới thì nhẹ hết cả lòng. Nói về hành trình mang thai của Phan Hiển chia sẻ, dự báo thời tiết người ta còn dự báo được. Nàng này khỏi dự báo luôn, không thể nào biết trước được một tiếng sau nàng sẽ thay đổi như thế nào. nhiều khi đang khỏe, đang cười tươi, 5 phút sau lại nói mệt quá, anh làm gì cho em mang đi, anh thế này, thế kia. Dù trên lệch 12 tuổi, thế nhưng Khánh Thi và Phan Hiển có câu chuyện tình yêu kéo dài hơn một thập kỷ, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.